Chào mừng các bạn đến với chương trình Nha Khoa dành cho mọi người, được phát sóng trên kênh YouTube của Nha Khoa Thùy Anh. Đã từ xa xưa ông cha ta có câu: cái răng cái tóc là gốc con người. Một hàm răng đều đẹp, chắc khỏe giúp chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp và mang nhiều thiệu cảm đối với người đối diện. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên hội nhập hiện đại, khi mà nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng được quan tâm hơn, cùng với nhu cầu cải thiện và duy trì vẻ đẹp lâu dài hơn trong giao tiếp cũng như gặp gỡ hàng ngày ở cả nữ giới và nam giới. Chính vì vậy, thẩm mỹ răng luôn là một trong những giải pháp thiết yếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được một hàm răng đều đặn, chắc khỏe. Một số vấn đề không may xảy ra như là tai nạn hoặc là các yếu tố không mong muốn làm cho hàm răng bị sứt mẻ hay là lung lay một vài chiếc răng cửa. Đây là một trong những vấn đề gây ra nhiều lo âu, ưu phiền vì nó gây ra mất thẩm mỹ lớn cho cả răng cũng như tổng thể của khuôn mặt. Và trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi: khi bị mẻ răng cửa thì cần phải làm như thế nào? Tôi là bác sĩ Kim, đến từ Nha Khoa Thùy Anh. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nguyên nhân có thể dẫn đến mẻ răng. Có thể các bạn chưa biết, răng gồm 3 phần: bên trong chứa tủy, ở giữa là ngà răng và phần bảo vệ bên ngoài là men. Men răng là tổ chức cứng nhất của cơ thể với 96% muối và khoáng chất vô cơ. Chúng ta có thể so sánh với xương là 70%. Răng tuy cứng, song vẫn có thể bị mẻ hoặc gãy vỡ vì nhiều lý do trực tiếp cũng như gián tiếp, phổ biến như là khi gặp chấn thương, răng bị va chạm mạnh vào vật cứng hoặc là có lực tác động từ bên ngoài. Về phương diện dịch tễ, con trai thì thường hay gặp hơn do đặc điểm thích mạo hiểm, khám phá nhiều hơn. Một nguyên nhân mang tính chủ quan nhưng cũng tương đối phổ biến đó là khi bạn cố cắn hoặc là nhai thực phẩm quá cứng, hoặc là dùng răng để cắn hoặc là nạy đồ vật quá cứng. Thêm vào đó, có một số những yếu tố làm cho răng cửa bị yếu đi, từ đó làm tăng nguy cơ gãy vỡ như là sâu răng cửa. Sâu răng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của men răng. Những vết chám sâu răng quá lớn cũng có thể làm cho răng sẽ bị mẻ hơn. Thói quen nghiến răng. Nghiến răng khiến cho men răng ngày càng bị mòn và yếu đi, thậm chí là bào mòn hết phần men chỉ để lại phần ngà màu đục. Thứ ba, đó là ăn nhiều thực phẩm khiến miệng tích nhiều axit như là nước uống có ga, đồ cay. Ngoài ra, đồ ngọt nhiều đường cũng làm tăng lượng vi khuẩn trong miệng, trực tiếp phá hủy men răng. Tiếp theo là ở những người mắc các chứng rối loạn ăn uống hay là nghiện rượu. Mắc chứng này sẽ làm bạn bị nôn, từ đó làm tăng lượng axit trong miệng. Bệnh nhân có chứng trào ngược dạ dày, thực quản, ợ nóng khiến cho axit từ dạ dày trào ngược lên miệng. Môi trường axit là môi trường bất lợi cho các mô vô cơ trong răng. Cuối cùng là yếu tố liên quan đến tuổi tác. Men răng sẽ dần lão hóa theo thời gian. Những ai trên 50 tuổi thì thường có men răng yếu hơn nên sẽ dễ bị mẻ hơn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Endodontics cho biết trong số những người bị mẻ răng thì có tới 2/3 là những người trên 50 tuổi. Chúng ta thì vừa tìm hiểu một số những nguyên nhân có thể dẫn đến mẻ răng. Mẻ răng cửa thì gây ra những vấn đề gì? Mời các bạn cùng mình tìm hiểu phần tiếp theo nhé. Răng cửa là một chiếc răng mang đầy đủ đặc điểm của một chiếc răng nguyên vẹn. Vì vậy, với những chiếc răng cửa bị mẻ lớn có thể làm lộ đuôi tôm, làm tăng nhạy cảm, đau nhức do các kích thích từ bên ngoài đi vào các ống dẫn li ti trên ngà răng. Ngoài ra, việc để lộ một phần ngà ra môi trường bên ngoài cũng khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập, hình thành các bệnh lý như là sâu răng, viêm tủy, viêm nha chu, áp xe. Hậu quả là có thể gây mất răng hoàn toàn, phá hủy các răng kế cận nếu không được điều trị kịp thời. Đặc biệt, răng cửa thì có vai trò thẩm mỹ quan trọng, là trung tâm của nụ cười. Khi bị mẻ, ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể khuôn mặt, đồng thời cũng có thể gây cản trở khi phát âm những âm bật hơi như là âm thờ, âm phờ, âm s. Vậy thì tại thời điểm bị mẻ răng cửa, các bạn cần phải làm những gì? Có một vài những lưu ý bạn cần được nắm rõ để tránh những tổn thương mô nếu xung quanh. Thứ nhất, đó là bạn cần khạc nhổ các mảnh vỡ răng ra bên ngoài hoặc là nhổ cả miếng thức ăn đang nhai có lẫn mảnh vỡ. Tránh tiếp tục nhai có thể khiến mảnh vỡ cắt gây tổn thương mô nếu. Bạn cũng không nên nuốt miếng thức ăn đang nhai bởi vì lúc này mảnh vỡ vẫn còn lẫn trong đó, có thể gây nguy hiểm nếu mảnh vỡ sắc nhọn trôi xuống các cơ quan tiêu hóa. Thứ hai là không tự ý kiểm tra gờ răng bị mẻ bằng lưỡi hoặc bằng tay vì lúc này gờ răng khá là sắc bén, có khả năng gây đứt tay hoặc là tổn thương lưỡi hoặc là níu bên trong. Bạn cần nhanh chóng đặt lịch hẹn với nha sĩ khi phát hiện răng bị mẻ. Bạn nên đến phòng khám càng sớm càng tốt để xử lý kịp thời những vấn đề đang gặp phải. Thứ tư đó là ăn uống cẩn trọng hơn. Bạn nên ăn những thực phẩm mềm, lỏng như là cháo, súp, bột sinh tố. Tránh những thực phẩm cứng, dai, dẻo, chua, cay, quá nóng hoặc là quá lạnh. Răng cửa bị mẻ thì có thể dẫn đến tình trạng đau nhức, ê buốt. Nếu không được xử lý đúng thời điểm thì sẽ có nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng vô cùng nguy hiểm như là viêm lợi, viêm nha chu, sâu răng.
Tốt nhất là bạn nên phòng ngừa mẻ răng bằng một số những biện pháp đơn giản như sau. Với những người phát hiện mình có thói quen nghiến răng khi ngủ thì nên sử dụng máng chống nghiến được làm bởi nha sĩ để bảo vệ răng, tránh chấn thương cho răng. Nên sử dụng dụng cụ bảo vệ hàm khi chơi thể thao. Tránh ăn những thực phẩm quá cứng, cắn những đồ vật quá cứng như là bút chì, cái nắp bia. Vì răng cửa ảnh hưởng rất lớn đến nụ cười và thẩm mỹ khuôn mặt. Men răng là thành phần không có mô sống, không thể tự tái tạo lại được sau khi gãy vỡ. Vậy thì có những giải pháp nào cho trường hợp mẻ răng cửa? Những năm gần đây, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu thẩm mỹ ngày càng được quan tâm hơn. Đồng thời thì kết quả của các công trình nghiên cứu phát triển kỹ thuật tiên tiến trong ngành nha có những bước tiến vượt bậc giúp cho điều trị nha khoa trở nên dễ dàng, đem lại kết quả lâu dài hơn. Có rất nhiều giải pháp điều trị phục hồi mẻ răng cửa như là hàn răng, bọc sứ, vô niêm. Quyết định điều trị sử dụng phương pháp nào thì phụ thuộc vào độ lớn của tổn thương cùng với các triệu chứng đi kèm. Nó không phải là điều trị cấp cứu nếu bạn không cảm thấy khó khăn khi ăn và ngủ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tới nha sĩ càng sớm càng tốt, vì nếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì đằng nào khắc phục sớm thì vẫn sẽ tốt hơn. Sau đây là một số biện pháp điều trị mẻ răng cửa. Phương pháp đầu tiên đơn giản nhất đó là phục hồi bằng nhựa. Nha sĩ sẽ sử dụng nhựa composite resin để phục hồi lại hình dạng răng. Sau khi chám, nha sĩ sẽ sử dụng ánh sáng cực tím để làm khô, cứng chỗ chám rồi lại tiếp tục chỉnh hình sao cho răng đạt được thẩm mỹ mong muốn. Đây là phương pháp đơn giản nhất, không phức tạp, đồng thời chi phí là thấp nhất nhưng miếng chám lại dễ bị bong hơn. Chi phí dao động từ 200 đến 100 nghìn đồng và thời gian bảo hành là khoảng 1 năm. Chám răng sẽ không hề đau đớn do không có tác động mài răng kích thích các đôi tôm là ống dẫn truyền cảm giác tới tủy vùi trong ngà răng. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp phục hồi bằng sứ. Giải pháp phục hồi bằng sứ đảm bảo thẩm mỹ lẫn chức năng tốt hơn so với chám răng kể trên. Có hai lựa chọn đó là miếng dán sứ veneer và bọc răng sứ. Với miếng dán sứ, nha sĩ sẽ tiến hành làm nhám một phần rất nhỏ dưới 1mm men răng mặt ngoài để có không gian thao tác. Nha sĩ sẽ lựa chọn hình dáng răng sao cho phù hợp nhất với khuôn mặt của bạn để tạo miếng dán thích hợp nhất, rồi giúp bạn cố định miếng dán vào trong răng. Miếng dán này rất bền, có thể dùng đến 30 năm. Về thực hiện dán răng sứ, nha sĩ sẽ hướng tới tạo hình rất ít mặt ngoài giới hạn vùng men, nên là sẽ chưa tác động đến các đôi tôm dẫn truyền cảm giác vào tủy, nên là bạn sẽ không hề có cảm giác đau buốt, khó chịu. Chi phí cho việc thực hiện dán sứ vào khoảng từ 6 đến 10 triệu tùy thuộc vào các hãng sứ khác nhau. Ở phương pháp bọc sứ toàn phần, nha sĩ sẽ lấy đi tổ chức xung quanh răng nhiều hơn so với miếng dán sứ, lấy mẫu răng và hẹn ngày lắp cố định cho bạn. Răng bọc sứ cơ bền, chắc. Tuy nhiên, vì nha sĩ phải mài qua lớp men và lớp ngà nên có thể gây ra một vài kích thích đau buốt nếu không thực hiện dưới sự gây tê. Bất cứ khi nào có thể, dán sứ veneer chính là giải pháp tối ưu đáng lựa chọn hơn. Để hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm, sự khác nhau của miếng dán sứ veneer và bọc răng sứ, các bạn hãy xem video này. Mình sẽ để link video ở bên dưới phần mô tả. Ngày nay, với xu hướng điều trị của nha khoa hiện đại, giải pháp tối ưu, can thiệp tối thiểu cho kết quả bền vững, thì miếng dán sứ veneer được ưu tiên số 1 để điều trị các trường hợp mẻ răng cửa. Lời cuối cùng, thay mặt các cộng sự trong ekip, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Nếu các bạn có những thắc mắc liên quan đến mẻ răng cửa, các bạn có thể comment ở phần bên dưới hoặc liên hệ qua website, fanpage của nha khoa Thùy Anh. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất cho các bạn. Tôi là bác sĩ Kim, đến từ nha khoa Thùy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình kỳ sau.